Đón Tết xa nhà để bảo vệ bình yên biên giới những dịp Tết đến xuân về là điều bình thường đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Nhưng làm nhiệm vụ trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thì công việc thêm nhiều phần vất vả. Tết của họ là trên những cung đường tuần tra. Tiết trời ở miền Tây biên giới Việt-Lào, những ngày xuân rất đẹp. Nhưng khi về đêm, nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh ở miền Sơn Cước như cắt da cắt thịt. Bên ánh lửa bập bùng, cán bộ chiến sĩ đang tiến hành giao ban. Cán bộ chiến sĩ tại các chốt phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới huyện A Lưới đều tổ chức đón giao thừa sớm hơn để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong dịp Tết này, chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các đường mòn lối mở mà chốt phụ trách để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID để người dân được yên vui đón Tết. Theo ánh sáng từ những chiếc đèn pin, những bước chân lặng lẽ, đều đặn nối tiếp nhau trên con đường mòn dọc biên giới. Đối với những người lính trẻ chưa một lần rời xa mái ấm gia đình, mỗi khi Tết đến xuân về thì thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong đêm giao thừa để lại rất nhiều cảm xúc. Là một người lính trẻ lần đầu tiên được đón Tết xa nhà để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, tôi rất tự hào. Có những lúc nhớ nhà nhưng giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết là động lực để bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những chuyến tuần tra đêm là thử thách không nhỏ đối với những đồng chí mới được điều động lên tăng cường cho các tổ chốt phòng chống dịch. Vì thế, cán bộ chiến sĩ ở đây luôn xem việc chinh phục những cung đường như thế này làm thước đo cho bản lĩnh, sức khỏe và lòng quyết tâm. Đêm giao thừa, trên những cung đường tuần tra biên giới xa xôi, các anh vẫn miệt mài làm nhiệm vụ để giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Trong giờ phút thiêng liêng ngày đón giao thừa, chúng tôi rất xúc động, mong năm mới sẽ đến chúc bà con dân bản thật nhiều sức khỏe, bình yên, hạnh phúc cùng với lực lượng bộ đội biên phòng giữ vững biên cương Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, nhân dịp đón xuân nhâm dần, những bước chân thầm lặng vẫn đang miệt mài trên khắp các đường mòn lối mở khu vực biên giới. Trong giờ khắc thiêng liêng năm cũ bước sang năm mới, người lính biên phòng như thấm thía hơn câu nói đồn là nhà, biên giới là quê hương.